Cho cả nhà mình xem nè. Ớt này bữa nay cũng gần 20 ngày tuổi rồi cả nhà. Ở trong có dòng nè. Cũng xài và cũng sinh học của Nông Duy Phát nè cả nhà. Dòng dưỡng sinh học Nông Duy Phát nè. Nó làm cho cây ớt của mình á nó không bị vàng đọt nha cả nhà, trồng nghịch vụ nha. Cho cả nhà mình xem nè, nghịch vụ. Ớt cũng chảy rơm. Trồng mùa nghịch mà chảy rơm. Ớt cũng gần 20 ngày tuổi nè cả nhà. Cho mình xem nha. Ở đây là địa điểm trong gấu dòng của cậu ba nè. Cho cả nhà mình xem. Ớt rất là đẹp nha. Trồng mùa nghịch vụ mà ớt mình không có vàng đọt. Tại vì trên cái dòng cứu sinh học rồi nè. Nó làm ngăn ngừa chết cây con vàng đào đọt. Gù đầu lăng bị khảm đó. Thì trên sinh học của con này thì nó được chống chịu hết nha cả nhà. Với nó sẽ ra bông đậu trái rất là cao, rất là chúng có năng sức cho mình nha cả nhà. Ớt cũng rất đẹp không. Diện tích này là 7 công.